Kính thưa quý vị, trước ống kính của quý vị đây chính là một cái căn nhà rất là quen thuộc đúng không ạ? Và có lẽ là phần lớn chúng ta đã biết rồi, đó là căn nhà của Mười Lan. Một cái hoàn cảnh rất là đáng thương ở xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và trong những ngày vừa qua, Mười ơi, lên đây chút nào. Trong những ngày vừa qua thì quý vị chúng ta cũng biết rồi, với Mười Lan là một người vợ thứ hai của một bác. Nhưng mà không ngay thì bác đã qua đời sớm rồi, để lại cho Mười Lan một mình dài khờ nuôi hai đứa con rất là nhỏ, rất là thơ dại. Và cái điều mà khó khăn hơn khi mà bé Hoa thì bị câm điếc bẩm sinh nữa đó. Và trong những ngày vừa qua thì được các mạnh thường quân chúng ta chia sẻ về mặt tinh thần cũng như là vật chất để giúp cho Mười Lan có một cái cơ hội để được có một cái căn nhà tình thương. Và trong những ngày vừa rồi mẹ ạ, thì trên toàn thế giới mẹ nhá, họ rất là cảm động trước cái tấm lòng của bà cả nhá, trước tấm lòng của bà cả về cái việc là bà đã dành những cái tình cảm đặc biệt để chia sẻ với mẹ một cái thửa đất để làm nhà tình thương nhá. Thế thì hôm nay Khánh chia sẻ với toàn thể quý vị, đó là Khánh quay trở lại đây, thứ nhất là thăm hỏi bé Hoa và Mười Lan ở đây, và đồng thời thì Khánh đang thay mặt cho hai nhà hảo tâm ở bên Mỹ có chút quà để chia sẻ với bà cả quý vị ạ. Thế thì mẹ ơi, bây giờ này con nhờ mẹ là sang gọi bà cả sang đây cho con chút nha nhá, sang gọi bà cả sang đây cho con chút đấy. Ôi mẹ ơi, con chào mẹ. Mẹ chào con. Dạ dạ. Ôi sao mẹ đi lắc lắc thế? Mẹ không chỗ đâu. Ô mẹ mắt kém à? Mắt kém. Ôi. Mổ cũng được con. Đắc mẹ cái gì? Ôi thế là ôi chứ hèn gì là lâu hơn lúc nào con cũng cứ thấy mẹ cầm cái đèn pin này. Ồ bên ngày cũng cầm đèn pin luôn à? Bên ngày cũng cầm đèn pin. À rồi. Thế là rồi mẹ đứng vào chỗ gốc cây này cho nó mát được mẹ này. Đứng vào gốc cây đó cho mát cũng được. Đứng để con quay hả? Không, con đứng gốc cây này. Ôi trời ơi. Đấy gốc cây cho đẹp đâu được. Ôi trời dạ, ơi, dạ. Mang áo quần thế này mà thôi quay đẹp quá mẹ. Bây giờ mẹ ơi, con chia sẻ với mẹ một chút như này này. Bé Hoa đâu rồi? Hoa ơi, lại đây, Hoa lại đây. Con mời mẹ đứng sang đây chút. Nào. Ta đứng đây thì cho nó mát. Đấy, quảng cáo luôn cái cây cổ thụ mà hàng nhiều năm nay rồi mà Mười Lan bảo là nếu mà của Mười Lan cho Khánh luôn đấy, quý vị ạ. Đấy. Nhưng mà thôi, mẹ ơi, hôm nay mẹ này, hôm nay là con là thực sự con rất là xúc động và con cũng muốn chia sẻ với mẹ một điều. Đó là khi mà cái câu chuyện mà mẹ rất là quảng đại, rất là tình cảm đã nhường cho Mười Lan, đã chia sẻ với Mười Lan một cái khoảng đất để cho Mười Lan làm nhà đấy. Thì được khán giả ở tại Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới đấy, cùng với các mạnh thường quân người ta rất là yêu quý mẹ ạ, và gửi những cái lời chúc sức khỏe tốt đẹp đến mẹ rất là nhiều. Nếu mà ở đây đấy, các dì hàng xóm ở đây chúng ta có coi TV không? Có coi cái câu chuyện em đăng lên không? Nếu mà chúng ta đọc những cái comment đấy, tức là những lời nhận xét ở trong cái phần bình luận đấy, thì họ gọi là quý mến mẹ nhiều lắm. Trong nước và ngoài nước là yêu thương mẹ và nói rằng là gọi là rất là hiếm có một cái người bà cả mà không những là đã chia sẻ về mặt tình cảm rồi mà bây giờ đấy về già lại còn chia sẻ về mặt vật chất nữa, cho nên mọi người yêu quý mẹ rất là nhiều mẹ ạ. Dạ. Và thông qua con thì các cô chú các anh chị cũng nói rằng gửi những lời chúc sức khỏe đến cho mẹ, chúc cho mẹ là luôn luôn được bình an, luôn được mạnh khỏe mẹ nhá. Dạ dạ dạ. Thế thì hôm nay mẹ này, hôm nay con lên đây đấy thì vì là cũng đang gấp cho nên là có mới đó liền, cho nên là chị là cũng có hai mạnh thường quân ở bên Mỹ đấy. Dạ, cũng biết là mẹ năm nay là cũng 70 tuổi rồi. Thì cái tuổi này thì sức khỏe là cũng yếu rồi quý vị. Chân tay rồi xương khớp là cũng hay bị đỡ đau nhức mỏi. Có đúng không mẹ? Đúng. Đúng hả? Dạ dạ. Thế thì không biết là mẹ mắt kém. Không biết là mề mắt kém, nhưng nếu mà mề mắt kém thì chắc là lần sau mạnh thường quân sẽ tặng cho mề hộp dầu cá đấy, để uống cho nó bổ mắt. Thì hôm nay đấy, con thay mặt cho mạnh thường quân ở bên Mỹ. Đầu tiên đó là anh Ly Nguyễn. Anh Ly Nguyễn có gửi về cho con là một chai dầu xanh. Mề nhá, cái chai này nó giống như chai dầu gió của Việt Nam đấy. Nhưng mà đây là chai dầu xanh, mề ngửi nó thơm lắm. Thơm không?
Thơm đúng không? Dạ. Thì cái chai dầu xanh này này, cái chai dầu xanh này là để khi nào mà mềm mà đau nhức xương khớp đấy, hoặc là đôi khi mình bị mỏi vai gáy đấy. Đấy thì mề bôi cái dầu này rất là tốt. Mề nhá. Buổi đêm mề ngủ mà sau sáng dậy mà hay bị nhức mỏi vai gáy ấy, các kiểu ấy, hoặc là cái chân tay của mình bây giờ xương khớp của mình nó cũng yếu ấy. Thì mề thoai dầu xanh này rất là tuyệt vời. Mề nhá. Dạ, thì đây là món quà của anh Lý Nguyễn ở bên Mỹ tặng cho mề nhá. Dạ con biếu con thay anh Lý Nguyễn biếu mề nhá. Dạ. Dạ dạ. Cái này tốt lắm đấy mẹ ạ. Dạ. Tiếp theo nữa là đây là một món quà của một mạnh thường quân cũng ở bên Mỹ. Đó là chị Lan Đoàn, là người mà đã tặng cho mề Lan đây này, là một đàn gà đằng sau đấy. Được chưa? Và tới đây chị còn tặng cho mề Lan là thêm tiền để xây nhà tình thương nữa. Mừng không? Mừng không? Và biết về bà cả đấy, thì chị Lan Đoàn rất là quý khi mà nghe cái câu chuyện mà mề chia sẻ ở trên vừa rồi đấy, mà nhường đất cho mề Lan xây nhà đấy. Thì chị Lan Đoàn cũng rất là yêu quý và cũng không biết là tặng mề cái gì. Thì hôm nay chị Lan Đoàn đầu tiên gửi về cho con, đó là nhờ con mua, gửi cho con một khoản tiền và nhờ con mua là biếu cho mề một cái chai thuốc bổ xương khớp. Cái này uống nó không có tác dụng phụ đâu. Cái này là cái sản phẩm hàng Nhật, nồi đìa 100% đấy. Chị Lan nói rằng là để gửi bên Mỹ về, nhưng mà gửi bên Mỹ về thì lâu lắm, với đợt này đang dịch nữa cho nên rất là khó gửi. Thì bây giờ cái sản phẩm này là của Nhật, là sản xuất và mua theo hình thức sách tay ở bên Nhật đấy mày nhá, hàng Nhật nồi đìa. Thì đây là cái sản phẩm mà mề uống vào để bổ xương khớp đấy, để bổ sung các khoáng chất nhá, rồi là những cái mà nó giúp tăng cường cái sức khỏe cho xương khớp. Thì đây là món quà của chị Lan Đoàn gửi biếu cho mề nhá. Con thay chị Lan Đoàn là biếu cho mề cái sản phẩm này để chúc cho mề uống vào để cho được mạnh khỏe nhá, sống lâu trăm tuổi mề. Dạ dạ dạ. Cảm ơn anh Lý Nguyễn, cảm ơn chị Lan Đoàn rất là nhiều, và cảm ơn toàn thể quý khán giả rất là nhiều trong những ngày vừa qua đã gửi những lời chúc sức khỏe tốt đẹp đến cho bà cả nhà mề Tuynh. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rất là tuyệt vời bà nhá, mề nhá. Hôm nay là con nói thật với mề Lan là mề có một người chị, một người bà cả như vậy là rất là hạnh phúc, được bà rất là chia sẻ. Đồng thời thì những đứa con của bà cũng rất là yêu thương, những người cháu cũng rất là yêu thương và quyên góp tiền để xây dựng nhà cho mề nữa, là hạnh phúc lắm mề nhá. Dạ dạ. Hôm nay thì qua đây thì Khánh cũng thay mặt cho gia đình của mề Lan cũng như là bà cả gửi những cái lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý vị. Đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đấy. Mê hề. Dạ dạ. Thì cũng báo với quý vị là vừa rồi thì mề Lan, vừa rồi thì bà cả mề Tuynh đã cùng với mề Lan lên trên ủy ban xã gặp bên chỗ là địa chính đấy, và mề cả đã chính thức là cắt cho mề Lan 7 mét đất mặt tiền và chiều sâu thì hết đất đấy, để xây nhà tình thương cho mề Lan. Đấy, thì đây là một cái nghĩa cử, một cái hành động mà có thể nói là được cả cộng đồng làng, cả thế giới rất là ngưỡng mộ cái sự chia sẻ của bà. Dạ, con một lần nữa thì con chúc cho mề là luôn luôn thật nhiều sức khỏe mề nhá. Dạ dạ. Cái này mề này, cái này thì mề về mề uống là một ngày 9 viên cho con nhá. Dạ, một ngày 9 viên chia làm 3 lần, mỗi lần 3 viên. Mề cứ uống hết đi nhá, mề cứ uống hết đi, mà thấy khỏe thì lần tới lên thì có gì đó thì chắc là cũng có một vài mạnh thường quân cũng nói là gửi thêm quà về cho mề, nhưng mà mai mốt con nhận được thì con sẽ biếu trao cho mề sau mề nhá. Đấy đấy, thì đây là cái mề Lan thì chưa phải dùng đâu, đang trẻ lắm nhá. Đấy, mề Lan chưa phải dùng đâu. Cho mề vô, mề vâng cầm này chứ đâu. Dạ, cho mề cả thì bà hai có mừng không? Mừng á. À, cái này thì mề này, một ngày mề uống 9 viên, cái hàng Nhật tốt lắm nhá. Đấy đấy, mới con này, trong này cứ là buổi sáng mề uống 3 viên, buổi trưa mề uống 3 viên, buổi tối mề uống 3 viên, uống với nước ấm nhá. Uống với nước ấm thì ăn xong là mề uống thôi nhá, uống với nước ấm mề nhá. Dạ dạ. Con chúc cho mề mạnh khỏe để đồng hành cùng với con cháu cho nó vui. À, có một điều đặc biệt nữa mẹ. Hôm nay quý vị này, khi mà cái câu chuyện của mề Tuynh đấy được đăng tải lên và được cộng đồng mạng chúng ta rất là cảm kích trước cái sự quảng đài của mề Lan, của mề Tuynh đấy, thì có một người mà
Cô ấy nói rằng là cách đây rất nhiều năm rồi có gặp mẹ Tuynh ở trong Sài Gòn. Hình mẹ ngày xưa có vào Sài Gòn phải không? Mẹ ở Sài Gòn 7 năm. Ồ, mẹ vào Sài Gòn 7 năm quý vị ạ. Đấy, thì khi mà mẹ lên trên TV ấy, là có cái người ở trong Sài Gòn ấy, người ta thấy mẹ và người ta rất là quen. Người ta nói đây có phải là, có phải là ngày xưa mẹ vào Sài Gòn là mẹ hay ăn trầu không? Rồi là mẹ có phải được mọi người gọi là mẹ thím không? Có đúng không? Đúng. À, đúng quý vị ạ. Cho nên là bây giờ cái cô đó đấy, cô muốn gặp mẹ. Bây giờ con gọi cho cô ấy gặp mẹ chút nhá. Vâng. Đây, đấy, để con gọi điện cho mẹ này. Bây giờ cả thế giới biết mẹ rồi. Họ ngưỡng mộ mẹ lắm. Xấu hổ hả? Sao lại xấu hổ? Ôi giời ơi. Mẹ bây giờ con nói mẹ là ai cũng biết đến mẹ. Họ rất là quý cái đức tính quảng đại của mẹ luôn. Đây. Đây, để con... Đây. Đây là cô này, là cô Hà ở Sài Gòn. Cô Hằng chứ. Cô Hà. Mẹ có quen người nào tên là Hà ở Sài Gòn không? Có. Có đúng không? Đây con gọi cho mẹ nhá. Bây giờ Khánh đang gọi cho cô Hà trong Sài Gòn để gặp mẹ Tuynh. Đấy, đứng rồi lại ngồi thôi. Cứ đứng rồi lại ngồi lại đứng. Cô nói chuyện với mẹ thím nhá. À, nói chuyện mà thím. À, cô có gọi được FaceTime hay là gọi Zalo gì đó không? Con gọi trực tiếp cho cô nhìn thấy. Để cô cấp cô điện lại cái số này cho con cũng được nè. Không, để không. Cô cấp cô điện lại. Không cần cúp đâu, cô cứ để như thế thôi, cứ thoải mái đi, không cần phải cúp máy đâu. À vậy hả? Dạ dạ, thế thì bây giờ cô nói chuyện với mẹ thím luôn nhá. Xem là có phải là hai người ngày xưa đã cùng gắn bó với nhau ở Sài Gòn không nhá? Rồi. Ok rồi. Dạ. Rồi mẹ ơi, đây là cô Hà đây. Dạ dạ. Mẹ thím phải không? Alo, mẹ đây. Alo, mẹ thím hả? Mẹ thím đấy. Ừ, hôm qua con coi trên Facebook con thấy bà thím con lục cái số điện thoại con gọi cho chú em đó liền. Ừ. Nói, bây giờ bà khỏe không? Ừ, cũng đời chứ cũng khỏe mấy. Dạ hả? Rồi bà hôm qua bà làm việc bà giao đất giao đồ đi cho con chồng á hả? cho vợ hai. Cho vợ hai hả? Vợ hai của dạ. Chồng hả? Dạ. À. Dạ em bà có giờ cái gì lúc nào bà vô lại Sài Gòn chơi không? Ôi giời ơi. Bây giờ già rồi. Con về đem ba thím đi nói chứ mà ai mà đem ba đi? Dạ hả? Về đem bà vô hả? Ừ. Rồi đấy, thấy chưa? Thôi đứng dậy để ta chào nhau cái ta về hả? Dạ dạ. Sát vào đây. Rồi sát vào đây. Đấy. Đây này. Mẹ. Bây giờ phải gọi là mẹ nhá. Mẹ. À. Mừng không mẹ ơi? Khi mà nó phát âm được như này, nó nói được như này về mẹ mừng không? Mừng. Mừng hả? Dạ dạ. Mẹ nè. Mẹ thấy không? Bây giờ là bao nhiêu người biết đến mẹ rồi. Đấy, qua cái chương trình của con là mọi người rất là ngưỡng mộ và rất là quý cái nghĩa cử, cái đức tính của mình nhiều lắm. Mê nhá. Dạ dạ dạ. Và đấy, rất là tuyệt vời khi mà mê Lan nhá. Yên tâm nhá. Bây giờ là có đất để xây nhà rồi. 7 mét đủ để làm một căn nhà đẹp luôn nhá. Ok. Thế thôi bây giờ này, muộn rồi. Con xin phép con về mình nhá. Vâng. Dạ dạ. Dạ mê có muốn nói gì với khán giả với các mạnh thường quân không? Thì mê thì ông nổ có gì hơn thì có mê là tình cảm là trên hết. Dạ. Dạ. Dù tiền núi mà không mua được tình cảm của con. Dạ dạ. Thì tình cảm là trên hết. Dạ. Giờ trước tiên là mê cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn các nhà tài trợ. Dạ. Thì đã giúp cho mê Lan đây. Dạ. Mê Lan đây là ông giống nơi giờ là ông mất rồi thì cũng giống như là một đứa em của đúng bà. Đúng rồi, đúng rồi. Thì bà cũng tình cảm cũng thân thiết không bao giờ mà suốt cả cuộc đời bà khi mà về với ông với bà thôi chứ bà vẫn thương hai mẹ con của nó. Dạ. Thế giờ trước tiên cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn các nhà tài trợ. Dạ. Thì đã giúp cho mẹ một phần nào đó. Dạ. Để cho mẹ được là sống được thoải mái với người ta. Dạ. Cái mà mẹ là khổ lắm. Dạ dạ. Chứ không phải thương mu. Dạ. Là thương mà mẹ không bao giờ mẹ bỏ mẹ Lan chứ. Dạ dạ. Mẹ thương mẹ Lan. Vâng. Nói chuyện với con chứ mẹ thương mẹ chạy nước mắt. Dù cho
họ bớt tình cảm, mẹ bớt tình cảm cho họ. Nhưng bởi vì là họ là cuộc đời của họ như thế, yeah. thì mình phải thương họ, vâng. mình phải bù đắp cho họ, phải không con? Vâng. Đã dính vào rồi, thì đã dính vào họ hàng của ba rồi, đã có hai đứa con rồi, yeah. thì đó là ruột thịt của ba. Dạ, yeah, yeah. đúng thế ạ. Ba không bao giờ ba bỏ. Vâng, vâng. Mà yeah. con em lấy nuôi thật phải con, ba mình nấu của chị là ba phải cho con em. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Bưng lên cho con em trước. Dạ. Yeah. Thì ba không bao giờ ba bỏ hẳn. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Vâng. Qua cái việc mà mặc dù là ông đã mất rồi mà bây giờ Mề Lan cùng với những đứa con ấy vẫn ở trên cái miếng đất cùng với Mề, cùng với bà cả ở trong một cái khu vườn như thế này được nhiều chục được mười mấy năm vừa qua, đó là cũng thể hiện một cái sự là rất là gắn kết, rất là tình cảm giữa Mề cùng với gia đình, cùng với chỗ là những đứa con của Mề Lan rồi. Vâng, chúng con và khán giả rất là cảm kích trước cái sự đoàn kết đó, trước những cái tình cảm rất là đặc biệt đó mẹ. Dạ dạ. Thế thì cuộc đời thì con người chúng ta cũng không được bao nhiêu cả. Tình cảm là như lúc nãy mẹ nói là trên hết. Thì qua cái câu chuyện này thì một lần nữa con cũng chúc cho mẹ luôn luôn được mình khỏe mẹ nhá. Và với cái tình đoàn kết của gia đình chúng ta như thế là con thấy rất là tuyệt vời. Và chúc cho tất cả những thành viên trong gia đình của chúng ta là luôn luôn được gặp nhiều may mắn hơn nữa trong cuộc sống mẹ nhá. Dạ. Còn riêng mẹ Lan thì mẹ là phải thực sự vui lên, phải hạnh diện rằng là xung quanh có những người yêu thương mẹ rất là hết lòng nhá. Đặc biệt đó là người chị cả đấy, chỗ mẹ Tuynh đấy, yêu thương mẹ như thế là rất là quý nhá, như một người chị gái ruột của mình luôn rồi. Cố gắng lên nhé, yêu thương lẫn nhau để cuộc sống trở nên ngày càng được tốt đẹp hơn nhá. Thôi bây giờ thì cho mẹ tiền mà mẹ có đứt mẹ cho mẹ không chịu chứ rồi. Dạ 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 dạ. Mẹ cảm ơn mẹ rất. Chắc chắn là không bao giờ mẹ Tuynh để cho mẹ phải không có đất để xây nhà đâu. Mẹ Tuynh rất là tình cảm và rất là quảng đại mẹ nhá. Cảm cô gia nó ăn cho quýnh đến mà bưng trùm quýnh chan bưng trùm cả thịt bưng lên cho con bé em. Ồ. Con bé Hoa. Dạ. Đấy, tuyệt vời quá, tốt quá nhá. Thôi thì bây giờ cảm ơn bà cả một lần nữa này. Có 7 mét đất để xây nhà rồi, ôm tình cảm nữa cho nó vui nào. Ôm cái nào, ôm cái, ôm cảm ơn tí nữa. Tăng cho mê thuộc đấy, mê uống khỏe từng mối là mê lan bước từng này. Dạ, rồi. Thôi, ôm mê lan cái, ôm mê cả cái. Rồi, tuyệt vời quá nhá. Rồi, thế thôi, bây giờ con về mê nhá. Mê cả khóc quý vị, mê cả xúc động nhiều quá. Dạ. Con cũng rất là xúc động mẹ. Dạ. Thôi mê cố gắng... là vui lên, mẹ được mọi người rất là yêu quý, mẹ phải thực sự vui hơn nữa mẹ. Và con nghĩ rằng là với cái nghĩa cử của mẹ bây giờ đấy sẽ được ơn trên nhìn thấy và phù hộ độ trì cho mẹ được mạnh khỏe, được bình an trong cuộc sống mẹ nhá. Và chắc chắn rằng là với cái câu chuyện này đấy, ông mặc dù đã qua đời rồi nhưng ở chín suối ông cũng sẽ là thấy được cái nghĩa cử, cái tình cảm của mẹ này, ông cũng sẽ rất là vui ở dưới kia về nhá. Dạ dạ dạ. Thế thôi con về nhá. Dạ con chào mẹ nhá. Chào con nhá. Dạ dạ rồi, chào Hiền Búp Mập nhá. Chào cả nhà nhá.